Xin chào quý hành khách thân mến. Chuyến tàu mang số hiệu 2023 đi từ ga 2022 sắp bắt đầu soát vé. Chuyến tàu lần này sẽ đi đến một năm mới bình an, hạnh phúc. Quý hành khách vui lòng không mang theo những cảm xúc muộn phiền, lo lắng lên tàu. Nhanh chóng kiểm tra và cất giữ những hồi ức, kỷ niệm có giá trị. Sắp xếp lại tâm tình và chuẩn bị đi đến cổng thời gian để chúng ta tiến hành soát vé. Chúc quý khách có một chuyến tàu 2023 vui vẻ, hạnh phúc. Mình cùng nhau đóng băng trước giây phút chúng ta chia. Xin chào thầy cô và tất cả mọi người. Mình tên là Ngọc Hân, là thành viên của lớp 12A27. Thì hôm nay cũng là ngày lễ trưởng thành rồi và tụi mình rất là vui, nhưng mà đồng thời cũng cảm thấy rất là tiếc nuối những cái khoảng thời gian vừa qua với thầy cô và tất cả các bạn đang có mặt ở đây. Xin được cho phép mình, Ngọc Hân, xin được gửi lời chúc sức khỏe và lời chúc may mắn cho tất cả mọi người, thầy cô, bạn bè, và đặc biệt là mọi người phải đậu nguyện trong một nha. Xin cảm ơn mọi người. Là cảm xúc khó nói chi biết ngần ngơ. Nếu ta áo dài. Chuyến tàu thanh xuân cũng đã sắp cập bến. Chúng em là lớp 12A5. Đã có nhiều lúc chúng em luôn cãi vã, cũng có nhiều lúc chúng em luôn bất đồng. Nhưng mà sau lắng lại thì chúng em luôn hiểu nhau hơn. Và thay vào đó thì em muốn gửi lời chân đến các bạn. Mong các bạn sẽ luôn thành công trong cuộc sống trong hôm nay và ngày mai sau nữa. Cảm ơn giáo viên và tập thể lớp 12 năm đã cho em được cái thanh xuân đã tươi đẹp như thế nào. Tuy nhiều lúc chúng em hơi cãi vã nhưng thật sự là nó đã... Tôi là Nguyễn Đình Khang, học sinh lớp 12A5 của trường Trung học phổ thông Nguyễn Hữu Thọ. Ngày hôm nay nhân lễ tri ân và trưởng thành của khóa 12 niên khóa 2020-2023, em rất là biết ơn thầy cô, cha mẹ và bạn bè vì đã mang đến cho em những cái kỷ niệm thật tươi đẹp với mấy trường Trung học phổ thông Nguyễn Hữu Thọ. Cảm ơn thầy cô và cha mẹ vì một thời gian qua đã dạy dỗ và cho chúng em nhiều bài học bổ ích, và cảm ơn bạn bè vì đã góp phần vào thanh xuân tuổi 18 tươi đẹp của tất cả các bạn học sinh khối 12 của trường Trung học phổ thông Nguyễn Hữu Thọ năm nay. Mình cũng xin chúc tất cả bạn khối 12 năm nay sẽ có tâm lý thật vững vàng và bước vào kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia sắp tới một cách thành công nhất và mang lại kết quả tốt đẹp nhất đến với cho gia đình của mình. Tôi là học sinh lớp 12A10 của trường Trung học phổ thông Nguyễn Hữu Thọ. Thì hôm nay là sau 12 năm đi học của tôi thì tôi đã được một cái lễ tốt nghiệp như mọi người. Và cũng là tôi buổi lễ hôm nay là có vui, có buồn, có và có rất nhiều những thứ mà chúng tôi cũng có thể hối tiếc trong 3 năm cấp 3 vừa qua. Và hôm nay tôi cũng sẽ hứa lại bạn là chúc các bạn là có vui vẻ và hôm nay là chơi hết mình, dù có kết quả ra sao thì cũng không buồn. Và chúc cảm ơn quý thầy cô đã 3 năm qua ở cấp 3 đã đèo lái chúng tôi, và cảm ơn thầy cô, nhất là thầy cô cấp lớp 12 đã đèo lái cho những con người rèn đúc của lớp 12A10 đạt kết quả tốt nhất và thành công nhất. Cảm ơn quý thầy cô và cảm ơn ba mẹ vẫn luôn là người ủng hộ đồng hành bên con, dù con có buồn vui, dù làm bài kiểm tra không được về than thở thì ba mẹ cũng luôn ủng hộ giúp con đứng lên vượt qua hàng ngày. Và lần cuối cùng chúng tôi xin chúc là tôi xin chúc tất cả mọi người học sinh của trường Trung học phổ thông Nguyễn Hữu Thọ đạt kết quả 100% trong kỳ thi tốt nghiệp nhé. Yeah.